Xin chào tất cả mọi người, mình là Hồng Ngọc. Mình đến từ lớp YHK bên chuyên ngành Thiện Nguyên. Hôm nay mình xin trình bày về câu 8, Question A. The dynamic test, the last for design diagnostic and learning of treatment for glomerulonephritis is a renal biopsy, A true, B false. Nghĩa là xét nghiệm chẩn đoán cho phép chẩn đoán chính xác và lập kế hoạch điều trị cho viêm huyết cầu thận là sinh thiết thận. A đúng, B sai, qua đúng vì chúng ta chỉ làm sinh thiết thận renal biopsy khi bệnh nhân có protein đều lớn hơn 3,5 g/L, là biểu hiện và triệu chứng của hội chứng thận hư nephrotic syndrome. Hội chứng thận hư nephrotic syndrome lại là một nhánh nhỏ của viêm vi cầu thận glomerulonephritis. Và sau đây là một số tài liệu tham khảo mà mình thu thập được. Glomerulonephritis may exist in many different ways, and although certain histological types of glomerular disease often present with a characteristic clinical picture, it is not possible to predict the histological diagnosis accurately, so renal biopsy is often indicated. Nghĩa là viêm vi cầu thận có thể được trình bày theo những cách khác nhau, và mặc dù những loại mô hình chắc chắn của bệnh thuộc về vi cầu thận thường được trình bày với những hình ảnh lâm sàng đặc trưng, nhưng mà nó không thể đưa ra được chẩn đoán thuộc về mô học một cách chính xác. Vì vậy, sinh thiết thận thường được chỉ định. Và đây, the nephrotic syndrome is heavy proteinuria more than 3.5 g/24 hours. Associated with hyperproteinemia, distinct edema, and often hypercholesterolemia. Under the history examination, urine analysis, and loop investigation may suggest a likely cause. Definitive diagnosis requires a renal biopsy. Nghĩa là hội chứng thận hư với protein nhiều nặng lớn hơn 3,5 g/24 giờ. Thường với hạ protein máu phù rõ rệt và thường tăng cholesterol máu. Mặc dù tiền sử kiểm tra phân tích nước tiểu và xét nghiệm máu có thể đưa ra được nguyên nhân, nhưng mà chẩn đoán xác định yêu cầu sinh thiết thận. Definitive diagnosis require a renal biopsy. Và sau đây là một tài liệu khác. Tài liệu ghi là serological tests are less informative in the diagnosis of nephrotic syndrome, and patients will often require a kidney biopsy to determine the cause. Và đây, in other cases, a renal biopsy will be required to establish the diagnosis, guide treatment, and provide prognostic information. Sẽ được yêu cầu để thiết lập chẩn đoán, hướng dẫn điều trị và cung cấp thông tin tiên lượng. Và đây là tài liệu tham khảo cuối cùng mà mình thu thập được. Renal biopsy evaluation by a neuropathologist is required for a definitive diagnosis, for accurate prognostication, and for determination of the appropriate therapeutic approach. Nghĩa là sinh thiết thận, đánh giá sinh thiết thận bởi bác sĩ thận thường được yêu cầu cho chẩn đoán xác định. Cho tiên lượng chính xác và cho xác định biện pháp chữa trị thích hợp. Dựa vào những tài liệu tham khảo này, chúng ta có thể khẳng định rằng xét nghiệm chẩn đoán cho phép chẩn đoán chính xác và lập kế hoạch điều trị cho viêm vi cầu thận là sinh thiết thận là một câu đúng. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thanks for watching.